là ngày 5 tháng 6 tôi đang có mặt tại nhà Vũ Hải tại Đồng Lạc, Yên Lập, Phú Thọ này, vừa bàn giao cho cô một bộ bàn ghế Trần Tử Hoàng. Trên màn hình là toàn bộ sản phẩm mà cô chủ nhà đây. Kệ tivi và ghế. Chiếc ghế nhỏ này rất là đẹp, vừa vặn với không gian phòng khách nhà cô luôn. Mọi người có nhu cầu thì có thể liên hệ với đội bộ 08 số điện thoại 0987 510 86.